Thưa toàn thể quý vị, như chúng tôi đã giới thiệu từ đầu trong buổi tối ngày hôm nay, ngoài những phần biểu diễn nghệ thuật, có những phần trình diễn những bộ sưu tập thời trang, những thiết kế mới, độc và lạ đến từ các nhà thiết kế mang đến chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ, một trong những bộ sưu tập cá tính nhất trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu với toàn thể quý vị bộ sưu tập Tiểu Hồ Ly đến từ nhà thiết kế Huyền Trương. Và đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đến với First Face Nguyễn Bảo An. Hóa thân vào một tiểu hồ ly nhưng lại vô cùng xinh đẹp và đáng yêu. Phốt phấy, Nguyễn Bảo An năm nay 6 tuổi với chiều cao 1m18. Hiện tại đang theo học tại lớp Dentist, cơ sở 2, trung tâm nghệ thuật Hà Mỹ. Trong thời gian gần đây thì những bộ trang phục tiểu hồ ly đang xuất hiện đâu đó khi chúng ta lướt trên những trang mạng xã hội. Và ngày hôm nay sẽ là một bầy tiểu hồ ly xuất hiện tại Fashion Show Music Festival, trung tâm nghệ thuật Hà Mỹ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn của tiểu hồ ly tiếp theo. Chia tay với First Face Nguyễn Bảo An, chúng ta cùng đến với tiểu hồ ly Kim Thảo Nhi. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn Nguyễn Tuệ Nhi, tiểu hồ ly Nguyễn Tuệ Nhi, năm nay 6 tuổi, với chiều cao 1m18, đang theo học tại lớp múa 10, trung tâm nghệ thuật Hà Mi. Với một ước mơ trở thành một biên tập viên truyền hình, xin được chúc cho ước mơ của tiểu hồ ly Tuệ Nhi sẽ thành hiện thực. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tiểu hồ ly Hoàng Nguyên Thảo. Cá tính với ánh mắt sắc lẹm, đó chính là những gì mà chúng tôi muốn miêu tả về tiểu hồ ly Hoàng Nguyên Thảo, 9 tuổi, đang theo học tại lớp Dentist 1,
Trung tâm Nghệ thuật Hà My. Và tiểu hồ ly tiếp theo, Trần Hải Nhã Uyên. Nhã Uyên năm nay 7 tuổi, với thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn. Ước mơ trở thành một người chiến sĩ công an nhân dân. Xin được chúc cho Nhã Uyên sẽ biến giấc mơ thành sự thật. Tiểu hồ ly tiếp theo, Nguyễn Xuân Minh Anh. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Còn trình diễn tiếp theo đến từ tiểu hồ ly Đặng Thùy Linh. Đặng Thùy Linh năm nay 6 tuổi, với chiều cao 1m15, đã theo học tại lớp múa 9, cơ sở 1, trung tâm nghệ thuật Hà My. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn của tiểu hồ ly Nguyễn Bảo Châu. Với ước mơ của mình là được đi du lịch năm châu, Bảo Châu mong muốn sau này sẽ trở thành một tiếp viên hàng không chuyên nghiệp. Xin được chúc cho ước mơ của Bảo Châu sẽ trở thành hiện thực. Tiếp theo chúng ta cùng đến với phần trình diễn của tiểu hồ ly Nguyễn Ngọc Khả Hân. Với một ánh mắt sắc như dao cầu liếc vào mỏm đá, Nguyễn Ngọc Khả Hân không biết rằng buổi tối ngày hôm nay sẽ bắt theo quý vị nào về đây. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với phần trình diễn của tiểu hồ ly Nguyễn Trần Phương Nhi. Mới chỉ 4 tuổi thôi nhưng Phương Nhi đã sở hữu một sự tự tin vô cùng tuyệt vời. Với một ước mơ trở thành một hướng dẫn viên du lịch, Phương Nhi đang trên con đường chinh phục những ước mơ của mình. Chúc cho ước mơ đó sẽ trở thành hiện thực. Và chi tiết tiếp theo đến từ tiểu hồ ly Nguyễn Thảo My. Phần trình diễn mà chúng ta đang được chiêm ngưỡng đó chính là phần trình diễn của model Trương Ngọc Trâm Anh, tiểu hồ ly. Trương Ngọc Trâm Anh năm nay 5 tuổi, đang theo học lớp dance kids 3, cơ sở 2, trung tâm nghệ thuật Hà My. We'll be right back.
Tiểu Holy tiếp theo đó chính là Tiểu Holy Hà Minh Tâm. Rất tự tin. Bộ trang phục bắt lên được đường cong mỹ miều của Tiểu Holy Hà Minh Tâm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Tiểu Holy Lưu Khánh Trì. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Ước mơ của Tiểu Holy Lưu Khánh Trì là trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Hiện tại cô đang theo học lớp người mẫu tại cơ sở 2 Trung tâm Nghệ thuật Hà My. Chúc cho ước mơ của Khánh Trì sẽ trở thành hiện thực. Và bây giờ chúng ta cùng đến với Tiểu Holy Trần Tú Anh. Trần Tú Anh năm nay 7 tuổi, sở hữu một chiều cao ấn tượng 1m18. Hiện tại Trần Tú Anh cũng đang theo học tại cơ sở 2 Trung tâm Nghệ thuật Hà My. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Goddess của bộ sưu tập Tiểu Holy. Xin chào đón Goddess Nguyễn Đặng Tuệ Anh. Hãy dành những tràng vỗ tay thật lớn cho Fred Nguyễn Đặng Tuệ Anh. Chúng ta đang được chứng kiến phần trình diễn của Goddess Nguyễn Đặng Tuệ Anh đang trình diễn trong bộ thiết kế Tiểu Holy, nhà thiết kế Nguyễn Trường. Rất ấn tượng và tự tin đến từ Goddess Nguyễn Đặng Tuệ Anh. Và bây giờ
Một lần nữa chúng ta sẽ cùng được chiêm ngưỡng tất cả các bộ trang phục trong bộ sưu tập cá tính tiểu hồ ly. Và chúng ta cùng chào đón chủ nhân của bộ sưu tập tiểu hồ ly, nhà thiết kế Huyền Trương. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Và hãy dành những tràng vỗ tay thật giòn giã để cảm ơn nhà thiết kế Huyền Trương với bộ sưu tập tiểu hồ ly. Và bây giờ xin mời tất cả các tiểu hồ ly sẽ cùng ở lại sân khấu để chúng ta đón nhận kỷ niệm chương, chứng nhận những món quà đến từ trung tâm nghệ thuật Hà My. Và bây giờ xin mời giám đốc trung tâm, xin mời CEO Huyền Nguyễn của thương hiệu Vũ Trang, xin mời nhà thiết kế Huyền Trương sẽ cùng trao quà dành cho tất cả các tiểu hồ ly, các model của chúng ta. Xin mời. Kính thưa quý vị, lúc này giám đốc trung tâm nghệ thuật Hà My, nhà thiết kế chủ nhân của bộ sưu tập tiểu hồ ly, nhà thiết kế Huyền Trương và CEO Huyền Nguyễn đến từ thương hiệu Gucciam, nước hoa Gucciam, đã có những phần quà ý nghĩa để dành tặng tới tất cả các tiểu hồ ly. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Trời ơi, trời ơi, quý vị ơi, đứng ở trong cánh gà sân khấu, đứng ở trong cánh gà sân khấu thì không chỉ là một mình tôi đâu ạ. Tất cả quý vị ở bên cạnh tôi và đặc biệt đó là nhà thiết kế Huyền Trương. Và tại sao ở đâu ra mà lại có một bầy tiểu hồ ly đáng yêu, dễ thương và ngộ nghĩnh như vậy? Nếu như có thể thì chúng tôi sẽ bắt tạm 1-2 tiểu hồ ly về để nuôi. Có được không quý vị ơi? Một lần nữa xin được cảm ơn phần trình diễn của các tiểu hồ ly đến từ bộ sưu tập tiểu hồ ly, nhà thiết kế Huyền Trương. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với sự trở lại sân khấu của Vodet và Phất Phẩy. Xin mời.